Lăn khử mùi Etiacil là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho bạn giúp ngăn ngừa điều tiết mồ hôi và đặc trị hôi nách hiệu quả. Với công thức độc đáo, sản phẩm tác động hiệu quả và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khác hẳn những loại thông thường. Liệu lăn khử mùi Etiacil có dùng được cho da nhạy cảm không? Cũng là câu hỏi của rất nhiều chị em đang tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Trong video này, shop sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng lăn khử mùi Etiacil này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Lăn khử mùi Etiacil giúp hạn chế tình trạng mùi cơ thể, cũng như hạn chế được lượng mồ hôi tiết ra ở vùng dưới cánh tay. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược phẩm Pháp và đã có thương hiệu lâu năm. Đặc biệt là lăn khử mùi Etiacil, sử dụng công thức tinh chế rất phù hợp với da nhạy cảm, làm hạn chế tối đa các kích ứng gây hại cho da. Hơn nữa, sản phẩm lăn khử mùi Etiacil đặc trị cho vùng nách nhạy cảm, giúp loại bỏ 100% mùi hôi và ngăn ngừa 75% lượng mồ hôi tiết ra trong lần sử dụng đầu tiên, hiệu quả tuyệt đối. Lăn khử mùi Etiacil dành cho da nhạy cảm không chỉ là một loại lăn khử mùi đơn giản, nó có khả năng góp phần ngăn ngừa mùi mồ hôi hiệu quả, dài lâu, không tác dụng phụ, không tốn nhiều thời gian, không tốn quá nhiều chi phí. Nói tóm lại là lăn khử mùi Etiacil rất phù hợp cho da nhạy cảm nhé. Các chị cứ yên tâm và tin dùng sản phẩm đang nổi đình đám này nhé. Lăn khử mùi Etiacil hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lăn khử mùi Etiacil hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.